Rồi trên tàn ha, trên tàn đang về ha. Ở đây có mấy con cu cũng khá khá ha. Rồi trại cu gáy Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương xin mến chào anh em đam mê cu gáy nha. Con này là gù sạc 29 cái, hồi bữa ghi 30 cái có anh kia nói có 29 cái à. Đó, 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 đó đang bay kìa đó. Đó đó đang tìm mà. Đó, hai ba con đó. Đó đang tập ha. Nếu đang cách nó khoảng 10 mét ha. Đó, đó 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 đang kiếm kìa. Đó. Ở bên đây bên kia là kho xăng dầu á. Còn em đơn vị khác ha, bên phía xa cách đây khoảng 30 mét là có một cái hào, còn bên kia là đơn vị khác. Bên đó thì chim cơ bản nhiều hơn. Ở đây đơn vị em thì cơ bản là đã coi như là trong đây lâu lâu cũng có mấy anh ná thủ cũng ít, còn bên kia người ta cấm săn bắt, còn bên đây thì lâu lâu vẫn có mấy anh cũng hay đi ná thủ để kiếm mồi nhậu. Ta thả đất cũng chịu hợp tác khá. Rất chịu hợp tác ha, con này nếu tập nữa thì sẽ khá ok ha. Gáy chiêu hơi hơi bị nhanh để rước bổi ạ. Bây giờ em tranh thủ vô giờ làm ha, 6:50 à. Rồi, tranh thủ thôi. Tập tập xíu. Sung lắm à, tới nái luôn, bộ cơm rồi, nhỏ nhỏ con nhưng mà cũng chịu chơi dữ. Đi tập ở vị trí khác ha. Vườn rầu luôn ha. Cơ bản xung quanh đây là vườn dầu nè, trước ở đây cừu rất nhiều mà trong đây sử dụng BCB. Trưa trưa cũng thấy mấy sư phụ đi, đâm ra hồi đó đây ăn bày 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 đây mà riết thì
giờ bù cắt còn không có nữa, lấy gì chim cu. Nó đang thúc thúc gọi. Là gáy thúc rồi gáy gọi mà chả thấy con nào hết. Phóng rước đồ dây mà không thấy con bổi nào. Lấy giờ mấy giờ anh về em? 4:30 Lấy mới sâu vậy hả? chim treo hàng rào cũng chơi luôn trời. Nó giờ chạy ra chứ giờ có cơm đâu rồi. Chim quá vip. Ăn cũng vậy hả? Treo hàng rào luôn. Anh thấy bổi đang rước nha. Đi không có bổi về về nhà cũng chơi luôn, con chim này nó bị khùng. Khùng quá khùng. Đi tập không có bổi rồi về khùng điên luôn rồi đó. Đụng bổi không gặp về khùng điên luôn rồi. Giờ thấy chim mà yêu cầu sạc qua cái là gù liền nè. Khùng lắm rồi. Ở nhà đi cho. Ở nhà mà đặt áo vàng đi ra đi gặp chim. Chứ khùng đi bất tận. Thế vậy chứ ai gặp bỏ sợ luôn. Cặp đúc ha, cặp này sáng đúc cử rồi, giờ đúc nữa, ngâm cám đúc cho nó. Thì có anh trai ở Cần Giờ ảnh hỏi, nhưng mà đây qua ngay chỗ ảnh ở ngay cái chỗ đảo Cần Giờ, thực ra khó khó gửi cho ảnh ha. Thì
Cần Giờ là cái chỗ mà gọi như là không có xe ra luôn anh em. Ở Cần Đức Long An thì có khi là mình gửi đường Bình Chánh hoặc là ngay chỗ Bến Lức được, chứ còn Cần Giờ hơi chịu thua ha. Đây qua đó xa nó phải đi xe ôm. Chim này tầm này đốt thì ok ha. Rồi bây giờ em là hút là hai con này mình hút 40, mình chiết mỗi con 20, còn không thì anh em nếu muốn nuôi kỹ kỹ anh em chiết là 20 thôi ha, đừng có như em bơm thì quen rồi ha, rất là dạng luôn. Tầm này có anh em đút khỏe luôn, 450 cặp này ha. Cặp này về em gửi về cho anh trai ở Bình Long, chợ Phước Bình ha. Anh Ban này có anh gọi lúc 12 giờ mấy á, mà em nghỉ trưa nên là bây giờ gần 1 giờ em tranh thủ em chị ra gửi xe về Phước Long ha, chợ mới Phước Bình. Chim tầm này thì anh em bắt đầu cắt tỉa cánh sơ đi ha, không chi nó không phải là gì, nhiều khi gặp người lạ, nhiều người họ không biết á, họ làm nó hoảng cái nó bay nhiều con nó nhát nó bay luôn á, rồi nó ra rừng nó cũng chết, là nó đói nó, hoặc nó đậu, hoặc anh em nuôi ở nhà Sài Gòn rồi này kia hoặc là thị xã đó, nó bay qua nhà này nhà kia rồi nó bắt đầu nó đâu có chỗ ăn đồ này kia, nó dễ chết lắm ha. Nên anh em tầm này anh em cắt bớt cánh rồi anh em đút cho nó đỡ nhát, rồi nhiều khi nó bay cái là kiếm không thấy, rồi nhà cách nhà rồi là khó kiếm lắm nha, rất là uổng ha. 20 con là 10 cặp ha, đơn này đơn lớn luôn. Đơn này gửi cho anh trai ở bến xe trung tâm Cần Thơ nè. Em đánh dấu là hai màu mực ha, một màu mực đỏ và một màu mực xanh. Đánh dấu là trên đầu, dưới cằm, rồi dưới đuôi, dưới đuôi á, phần đuôi với ngực với phần bên cánh trái ha. Hai màu. Nó gửi cho anh trai ở bến xe trung tâm Cần Thơ. Thì cái này là hồi trưa xe ôm về bắt ha, cũng nhờ xe ôm gọi trực tiếp cam chỉ cho bắt ha. Rất màu rất bong bong cho anh trai ha. Cặp này thì 350 một cặp ha. Anh lấy 10 cặp thì giá ưu đãi cho anh là 300 ha. 10 cặp với mình còn ưu đãi thêm là bao xe cho anh ha. Với anh lấy thêm 5 cặp thái đen dòng mồi thì để trong chuồng rồi. Còn cái này thì chuồng rộng nên là mình để như thế này nó cũng thoáng, không đến nổi. Nói chung thì sọt trái cây này thì gửi vô tư. Chuồng này thì bữa mình còn để 25 con bình thường ha. Ngày mai gửi xe Thanh Loan về bến xe trung tâm Cần Thơ. Bữa nay thì sáng ra rảnh rảnh cũng đi tập cái con Malai gửi cho anh trai ở Khánh Hòa, là cũng chịu hợp tác chơi 2-3 chỗ mà thấy ra cũng khá khá, cũng có gặp bổi và anh cũng rước bổi anh phóng tùm lum hết. Nói chung kim tơ bắt AV ra thì nó cũng chịu hợp tác, là vậy là khá rồi. Con này cũng dễ chơi, nhưng mà kể cả con Malai hay con Thái hay con chim Việt cũng vậy, anh em cứ phải đi tập rồi từ từ nó mới quen được. Có những con nó ra rừng nhiều lần lần ngáo 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 thì nó không có chứ, không có dễ đi chơi đâu. Đâu phải con, nói chung là con của võ sĩ hay của cầu thủ đá banh cũng vậy thôi, nếu mà không được rèn luyện không được ấy thì nó chỉ có phần tố chất thôi, chứ còn phần kỹ năng thì nó thuộc về do người con người này. Giống như câu nói của thiên tài, giống như của anh Tanh hay của ai đó em không có rõ lắm, như thiên tài chỉ là 1% gì đó, còn 99% là nỗ lực mà. Do đó thì bán chim thì vẫn bảo hành cho anh em là đúng cặp chim đúng này kia thôi, nhưng mà cái tố chất và cái kỹ năng đó là phải mình đi tập, và nhiều khi con chim có con những con nhanh con chậm ha. Còn anh em để ý những nhà có nhiều người họ học, cũng là anh chị em với nhau, cũng có người học giỏi, có người học dở, rồi có người quậy phá, rồi có người ngoan, có người chịu khó làm ăn rồi quậy đó, thì muôn hình muôn vẻ này, cũng bán buôn quậy thôi, nhiều khi cũng sợ mất uy tín lắm chứ. Nhưng mà thật ra thì cái chuyện mà con chim nó ra nó chơi theo bản chất thì nó chỉ phần giống bố mẹ nó bao nhiêu phần trăm, đây là bộ gen mà. Nên cả mình thì bản thân mình nên nhiều khi khó có thể giống 100% được ba mẹ. Nhưng mà về hình thể đó thì chắc chắn là con cái thì đương nhiên phải có cái nét giống cha mẹ rồi, nhưng mà còn về cái bộ gen và ruột gan bên trong nữa thì không ai giống nó chắc chắn được, là tố chất nó sẽ giống 100% ha. Đó, nó liên phiên vậy thôi, chứ anh trai thì cảm ơn rất, anh trai cảm ơn anh trai rất là nhanh gọn lẹ luôn ha. Anh hỏi chim này giá bao nhiêu,
bắt cho anh 10 cặp rồi. Ok, địa chỉ ở đâu, mai gửi được ở đâu rồi nhắn tin số tài khoản là anh nhắn chuyển cái rập luôn, nhanh lắm, chỉ trong vòng anh kết thúc cuộc gọi mà anh chuyển tiền liền, nhanh, không có vòng vo gì hết, không có. Ừ đấy, em cũng biết anh trai nhiệt tình thì là em nói luôn, kêu anh nhiệt tình thì em bớt cho anh là 10 cặp này có bớt, rồi còn bao xe nữa. Đó, nhanh gọn. Còn chim thì rất mập luôn nè, như đánh dấu đây nè, đó. Mập không à, em lựa chim mập mập cho anh em không ha. Có một cặp là nó đang nuôi con ha, đang nuôi con nên là hơi ốm thôi. Chứ còn lại thì chim mập hết, cũng nhờ xe ôm rồi này kia, có xe ôm ruột. Hôm nay kể câu chuyện cũng mắc cười. Anh chạy lên này, anh dòm tin nhắn không hết. Anh chạy xuống tới gần Thuận An, tại bữa nay em giao là một anh trai ở Thuận An, anh bắt một con mái cùng cặp với con tróc, con kia chắc cũng con trống, bữa gái hai mấy hậu đó, mà con này nó mở miệng gái có 5-6-7 hậu đó. Với anh bắt thêm 10 con cu Pháp để nhậu nữa. Với em cũng giao cho anh trai ở Bình Long, ở Phước Long đó. Phước Bình, Phước Long là một cặp thái đen nhồi mồi nữa, còn này là đơn ngày mai nè. Đó, hôm nay đi hai đơn à. Rồi tặng cho anh trai chai thuốc nữa. Đó. Còn đơn ngày mai thì của anh trai này là 5 cặp thái đen nhồi mồi thì đang ở chuồng ha, sáng mai em bắt. Còn ở dưới đây là của 10 con 10 con phát thịt ha, gửi cho bạn ở đang công tác ở trung đoàn 3 sư 9 nè, với hai cặp đẻ nữa ha, không hai cặp già chứ, hai cặp 6 tháng cho nuôi chơi. Bạn hồi đó học trường lục quân 2 với em, trường sĩ quan lục quân 2 ở Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai nha nè. Rồi thôi, rất chân thành cảm ơn anh, mọi người đã xem clip ha, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe ha. Có nhu cầu một cô gái thì cứ alo em. Rồi bây giờ cũng 7 giờ rồi. Để vậy cái ngày mai đóng thùng bắt thêm nữa là mai ra bến xe gửi thôi. Rồi, mọi người có nhu cầu thì cứ alo cho em nha. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng và ủng hộ em suốt thời gian qua nha. Hẹn mọi người ở những clip tiếp theo. Bye bye.